VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. VDA xin chào các bạn. Theo như Bảo Ngọc nhận thấy, thì ngoài việc tìm hiểu các sản phẩm âm thanh riêng lẻ, thì khách hàng còn có nhu cầu tìm hiểu trọn bộ dàn karaoke do VDA phối ghép. Bởi vì VDA luôn mang lại dàn karaoke âm thanh chất lượng xuất sắc, khách hàng cực kỳ yên tâm và hài lòng. Và với video lần trước thì chúng ta đã tìm hiểu dàn karaoke kinh doanh tầm trung thứ nhất. Và bây giờ sẽ là cấu hình của dàn karaoke kinh doanh tầm trung thứ hai các bạn nhé. Cấu hình dàn âm thanh kinh doanh tầm trung thứ hai bao gồm đầu Agnos SK9108-3TB, hát karaoke trực tuyến từ YouTube và kho nhạc online cực khủng, xuất video karaoke MTV trực tiếp ra màn hình di động, giao diện bắt mắt, thân thiện, chạy trên nền tảng Android 4.4 KitKat, chọn bài và điều khiển thông minh bằng smartphone touchscreen, sở hữu hình ảnh chế độ nét Full HD 1080p, màn hình cảm ứng Agnos ST226, giao diện linh hoạt, khả năng loát dữ liệu chỉ vài giây, hình ảnh sắc nét với độ phân giải Full HD 1920x1080, màu sắc tươi sáng ở mọi góc nhìn, tương phản tỷ lệ 1:1, công nghệ cảm ứng hồng ngoại ER hệ smartphone, kết nối không dây với đầu karaoke chỉ với vài cú chạm. Mixer BF Audio Q3600H Pro, trang bị công nghệ xử lý âm thanh số DPS, xử lý âm nhạy theo từng loại nhạc, khả năng tái hiện âm thanh rõ và thật, vang hồi hoàn hảo, hỗ trợ tái hiện âm bass chắc, dày và sâu, trang bị khả năng chấm hú cho dàn âm thanh đến 98%, kết nối Wi-Fi và cân chỉnh bằng phần mềm công nghệ Nhật Bản. Main BF Audio RMA4300 thuộc dòng 2U, hai kênh dễ phối hợp ăn ý, các thiết bị âm thanh. Hỗ trợ loa tái hiện âm thanh ở mức cân bằng, không tức, không hụt âm. Hỗ trợ loa loại bỏ 95% tạp âm xung quanh. Trang bị quạt cảm ứng tản nhiệt làm mát tự động. Hoạt động ổn định ở cường độ làm việc liên tục. Loa BIK BKS768 2 cặp, công suất 500W cho chất nhạc bốc lửa mạnh mẽ. Củ bass 2,5 tấc tái hiện âm thanh bass chắc và sâu, giải tần rộng 35Hz đến 20kHz, hát karaoke hay và nhẹ. Đánh sắc nét chất liền của từng loại nhạc từ dance đến trữ tình, trang bị tính năng hỗ trợ giọng hát yếu, giọng canala luôn sáng và rõ. Sub bass, công suất 300W, tái hiện âm bass mạnh mẽ. Củ bass kích thước 3 tấc, bass chắc và sâu, giải tần số đạt 50Hz đến 250kHz, tái hiện âm bass chuẩn xác. Điều chỉnh tiếng bass phù hợp theo từng không gian. Kiểm soát bass tốt, không đuối, không u nền. Micro BF Audio G8, trang bị tính năng tự động điều chỉnh và chọn sóng sạch. Hỗ trợ giọng hát yếu, giọng cao trong, giọng trầm ấm. Thiết kế màng lọc âm trực diện, loại bỏ tạp âm đến 98%. Trang bị bộ thu sóng 500 kênh độc lập, tránh trùng sóng. Khả năng tăng cường phạm vi bắt sóng trên 50m. Mức giá dành cho dàn karaoke kinh doanh tầm trung thứ hai chỉ ngang bằng so với dàn karaoke thứ nhất, 62.500.000 đồng. Và đặc biệt hơn, còn được giảm giá chỉ còn 59 triệu, có nghĩa được giảm 3.500.000 đồng. Đây là một mức giá vô cùng hợp lý so với chất lượng âm thanh mà bạn có thể sở hữu. Và hy vọng với hai cấu hình này thì khách hàng sẽ có thêm nhiều sự lựa chọn. Và chúc các bạn có một quán karaoke ngày càng đông khách nhé. VDA xin chào và hẹn gặp lại.